Là gia đình. Gia đình cô Ba Đào đó chơi nha. Cô Ba ơi, mới có nhập cậu ba là nhìn cậu ba nè. Rồi đi sao đây qua năm mới rồi nè, này là sĩ Phương Nghi nè nha. Rồi tới anh Thư đấy. Tướng mẹ dạy. Nãy ta tưởng rồi rồi đó. Hồi nãy là chỉ mới học thôi, học câu thoại thôi. Em chuẩn chuẩn làm gì sao? Nè nè anh Thư. Nha. Đổi chút. Nè. Đổi chút. Đổi chút. Đổi chút. Cái đó làm ăn mà, không phải đó em. Vậy thì chút đấy. Suy nghĩ phải không? Suy nghĩ câu thoại phải không? Chút chồng lấy được cái chồng ta mới đâu rồi em. Thôi ra nè, người ta đang ghi hình rồi nè. Giờ đợi. Phụ nữ người ta có xinh đẹp ở chồng mới được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rượu mẹ xe cũ đổi xe mới rồi mẹ. Ăn cây thịnh vượng làm ăn phát tài tiền vô như nước là sức khỏe dồi dào nè, làm lúa chúng công trắng ngoài ha, rồi chưa đó thôi nghe ơi. Rồi cảm ơn bà Đặng á, đang ở nhà năm á, nhà năm á cây ngoài hả. Tết rồi không? Chưa Tết còn vàng nè. Bán. Trời, khỏi 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 ra.
vô thôi khỏi ra luôn. Ủa xin vô đi, xin vô. Đó 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 còn nè, còn bên tường đó kìa, đây xuống còn xuống xuống từ trong Tết hay lắm luôn á. Rồi kìa. Đưa tiền cho cảm ơn liền, chút chút một chút. Đúng rồi. Đi chơi Tết này các bạn ơi. Chơi Tết miền quê nè. Ghé nhà bà dì nha. Quá đông quá vui, quá đông quá vui. Quê là gì chúng ta thì